you dancer, thưa quý vị. Bốn anh chàng hot boy ạ. À, và bây giờ thì Vương xin được phải nói là gửi tới quý vị những cái cảm xúc lúc này. Lúc đấy quý vị đã nghe chị Hai Hương hát phải không ạ? Và Nhung thấy rằng là 65 năm để mà là một người nghệ sĩ ở trong lòng khán giả thì không phải lúc nào mà ai cũng có thể có được cái điều đó. Và chị Hai Hương Lan thì phải nói là quý vị nghe ở bên ngoài hát live với lại trong băng đĩa là nó như nhau. Dù có mệt hay không mệt thì cái giọng hát vẫn như vậy, vẫn tuyệt vời. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ, rất hay ạ. Cho nên là khi mà Nhung nghe chị ấy hát không phải là chỉ những câu vọng cổ mà cái bài hát Bậu ơi á, khi còn khán giả thì còn sân khấu lung linh. Cái bài hát đó nó đã chạm vào trái tim của tất cả những người nghệ sĩ. Và dưới ánh đèn sân khấu thì tất cả những cái nốt nhạc nó bay lên và làm cho cái tâm hồn của người nghệ sĩ giống như được thăng hoa. Và để rồi ngày mai khi mà phải rời khỏi khán giả thì mình lại trở về với gia đình nhỏ của mình và trở thành thiên chức với một cái người nghệ sĩ, một cái người không còn là người nghệ sĩ nữa mà là một người nghệ sĩ có gia đình. Và phải mình sẽ phải làm những cái việc mà đơn thuần nhất thôi, và lại bỏ những cái bộ áo xiêm y lấp lánh để trở thành một cái người hết sức bình thường. Và đó là một điều may mắn, thưa quý vị, đối với một người nghệ sĩ. Chính vì thế cho nên ngày hôm nay thì nghe thấy là có được đến đây để hát Minnesota thì giống như là một cái quê hương thứ hai của Hồng Nhung. Tại vì Nhung có những người thân yêu ở đây rất là nhiều, nhưng mà nghe nói là thành phố này chỉ có 7.000 người thôi đúng không ạ? Hay là hơn ạ? Dân số là bao nhiêu ạ? 12.000 ạ? À 22.000, có thêm cái 10.000 thì đi đâu nhỉ? Chỗ này gì? Sao hôm nay quý vị lại nhưng quý vị phải mua vé vào đây à? Phải mua vé hả? Đương nhiên là má. À sớm quá đi làm neo chưa về? Về rồi. Đừng bắt em nói tiếng Nam, nói tiếng Nam giống như em bị lẹo lưỡi. Dạ. Tức là quý vị đi làm neo chưa về? Thế còn những người ở đây là không làm neo gì cả. À trốn về. Trốn về. Thế quý vị gọi nốt mấy người kia đến. Dạ, thưa quý vị, nói chung là lần đầu tiên mà Nhung được về cái dòng bài như, à không, như lần thứ hai thì phải. Lần trước mình như là về lần thứ hai phải không quý vị? Dạ, chứ còn mọi khi thì Nhung về Minnesota ở nhà thờ này rồi ở nhiều nơi khác. Và Nhung thấy rằng là này này, khán giả Minnesota phải nói là hiền, lành, ra đi đâu đã có nhu cầu ăn uống ở bên ngoài, không có nhu cầu ăn chơi, chỉ có barbecue ở tại gia đình xong rồi hưởng thụ các cái hồ xung quanh được, phải không ạ? Một cái lối sống hết sức lành mạnh mà Nhung phải nói rằng là, mà đặc biệt là nhà ai có tàu. Nếu mà gần hồ thì là hay có một cái tàu thì mà vậy, cho nên là Nhung thấy rằng là sinh hoạt ở đây nó rất là activity ở bên. Và Nhung có hai người bạn của Nhung là bạn thân ở tại đây thì mỗi lần các bạn đi qua Cali các bạn thấy nắng quá thì các bạn bảo trời ơi đẹp quá, nắng quá lao ra đường đi, lao ra. Xong rồi nói với chị Hồng Đào như vậy, chị Hồng Đào nói với mình ạ, chị Hồng Đào bảo trời ơi nắng quá mà đi đâu em, nắng quá mà ren hết ra. Thế là mấy người bạn bảo trời ơi nắng đẹp lắm chị ơi, ở bên Minnesota mà mỗi lần có nắng là mọi người đổ hết ra đường rồi đi ra hồ ngồi rất thích lắm. Mà quả thật là Nhung phải nói rằng nếu mà cho chọn vacation thì Nhung chọn Minnesota để đi vacation trong mùa hè. Quý vị thấy có đúng không ạ? Yeah. Yes, nó đẹp vô cùng luôn. Với điều kiện là mình phải xịt mũi. Nhưng mà cái điều đấy nó không quan trọng. Quan trọng là cái hồ nó quá đẹp đi và tất cả một cái cảnh nó quá thơ mộng. Và gió mát hiu hiu nữa, xong rồi đến mùa đông nhá, mình cũng vẫn đi vacation được. Tại vì nếu mà không bão tuyết thì mình có thể trượt tuyết được ngay tại đằng sau nhà, vụt hào cái xuống, chả phải đi núi nào đâu làm gì cho nó đẹp rồi. Cứ lấy cái nhựa ra trượt để ép cái đi xuống. Thế là con cái vợ chồng sung sướng, cái gì mà đi đâu. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình phải vỗ tay cho Minnesota được không quý vị? Nếu mà ai chưa biết đến Minnesota thì à đồ ăn ngon nữa. Đấy. Thế, vô casino nữa, đúng rồi ạ. Và ở đây là có một cái mall America lớn nhất nước Mỹ phải không quý vị? Coi như là hình như có giấy thuế không ạ? Không thuế à? Chết rồi. Em qua đây mỗi ngày thôi, thế thôi để lần khác vậy.
nhưng mà phải nghe đồn là đi trong mall đấy là hết như mấy ngày mới hết phải không ạ? Đi chơi tất cả những cái trò chơi trong đấy đúng không ạ? Đấy, em tự nhiên hay là cho mình về đây làm agent du lịch ở đây. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy đến với một bài hát ngay sau đây. Nên nói một hồi là mê mini show của ai quá mai không về được. Dạ, bài gì nè? Nói là quên. Em tập trung một chút một. Bài này quay cái gì đấy? À, bài đấy hả? À, thế được. Có cái gì đấy chị? Úi, em bị mất à? Em bị rơi cái này đúng không? Rất chỉ đem đi show. Rồi, thế là thảo nào em về em không. Thảo nào em đi về em phải đi ra xếp hàng đi MV. Mất mấy tiếng hồi mới làm lại cái driver license của em. Cảm ơn chị nhá. Chị có gọi cho em không? À, chị gửi cho em rồi nó. Họ gửi lại cho em. Được chứ? Em cảm ơn chị nhá. Em nhân tiện đi qua đây mà chị âm thầm ấy, chị không nói cho bồ show mà chị bị đưa lên đấy thẳng với em. À, em đỡ ơn chị, em cảm ơn chị. Em có hai cái loài và lái sân rồi đấy. Dạ, à, cảm ơn. Ôi dồi ôi, cái kỷ niệm này là mãi không quên đấy nhá. Đấy, thế bà lại em khi mà bà chẳng nói thì tự nhiên lại đang hát đấy này. Cắt đi anh ơi. Dạ, bây giờ hát nhá. Hôm nay em chỉ hát 4 bài thôi, mọi người hát 5 bài, hát có 4 bài vì em biết 1 bài em sẽ nói. À, cho nên sau đây quý vị là một bài hát được mang tên là không, khán giả bắt em cao đâu, khán giả thích em nói hơn, anh đi vào đi, tôi đúng không ạ? Đấy, nào, cho nên là hôm nay là em làm MC luôn này. Dạ, quý vị có đồng ý không ạ? Dạ, và sau đây là tiết mục kế tiếp của một ca sĩ khác. Nói đùa đấy, em hát em phải hát chứ bồ dâu không trả tiền thì chết. Không có tiền phải mua tạ sữa cho con này căng lắm. Dạ, rồi, bác này ơi, cho em xin một nhạc phẩm ca khúc rất vui được mang tên Thành Phố Buồn. Có buồn chứ lại cười nhỉ. À thôi, à, các khúc được mang tên Một Đêm Say thì quý vị có đồng ý không ạ? Yeah, có tay lớn lên lại để cho phá tan cái không khí này đi ạ. À, đúng rồi. Yeah. Sorry, thank you, we love you. Đấy rồi, xong rồi. Đã? Xong rồi, xong ạ? Ủa chứ áo bà ba hả? Hôm nay có chị Hải đây, chị có anh em ấy. Chị đánh đòn em cũng đủ đau. Thế bây giờ hát bài này đi ạ. Hát bài mo ạ. Thế thưa quý vị, bây giờ sẽ là một bài hát sao nhỉ? Mời quý vị đến với nhạc phẩm dạo này gần đây á. Ca khúc này rất là nhiều người yêu thích ạ. Và cover ca khúc được mang tên là Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Quý vị có đồng ý không ạ? Ồ yeah ạ. Cái toàn tập phụ nữ mừng thế nhỉ? Tưởng câu mấy cái bài này thì đàn ông phải thích hơn chứ. Dạ. Dạ. Ban nhạc ơi, em nhé. À, cái thú vị là một tràng vỗ tay cho ban nhạc từ nãy giờ đánh rất là hay phải không ạ? Âm thanh nha quý vị, âm thanh ánh sáng nữa ạ. Dạ, mặc dù là hơi tối. Quý vị có nhìn rõ không không? Không biết em ở này lúc sau. Thank you. Dạ, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Nãy giờ mình nói nhiều ấy. Nói chữ ca mới có 2 bài à? À 3 rồi. Đã 1 bài nữa đúng không ạ? Ok. Rồi, thế thì ban nhạc đánh cho em bài. Bài gì ạ? À? Đâu ai chung tình được mãi hả? À? Một màu xanh xanh hả? À? Là sắc màu ăn bên sắc màu hả? À? À, rồi bài gì nữa hả? À? Bỏ hú hả? À? Em hát mình cũng được. À cũng được nhưng mà nó không hay. À, bây giờ nhá. Hay là cái đoạn cuối cùng này thì ban nhạc cho xin phép là anh Yên Lam ơi. Có thể ghi những cái nền, những bài hát để mỗi bài em hát một đoạn thôi thì mọi em sẽ hát được nhiều bài. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ, ok. Vậy cho em xin gam sặc máu trước ạ. Cho em xin gam son trước anh ơi.
xong rồi lên đô anh nhá. Em giới thiệu ca sĩ kế tiếp không? Đằng nào em đứng đây rồi mà em nghĩ là mọi người sẽ thích em đứng hơn là anh đứng. Đó đúng không mày? Kính thưa quý vị, và sau đây sẽ là một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Bởi vì người ca sĩ này không chỉ quý vị thích đâu mà Nhung cũng vô cùng thích và hâm mộ nữa. Giọng ca của em ấy như là không bao giờ có biên giới về thực cái gì đấy. Không nghĩ tao cũng phải đạp nhầm một cái nào đấy. Thưa quý vị, là giọng ca em ấy như là không có một cái biên giới nào cả. Và phải nói là đó là niềm tự hào cho những người Việt của chúng ta. Thưa quý vị, thì em ấy đã thành công trong American Idol. Và em ấy đã quay trở về với giải The Masked Singer ngày hôm nay, chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy là đây là một cái nghị lực. Và Nhung cảm thấy là chúng ta hoàn toàn có thể tự hào và thấy những bạn lớn lên ở đây, thưa quý vị, với một cái giọng ca tuyệt vời như vậy để đại diện cho những thế hệ ca sĩ sau này, thưa quý vị. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Mara Chan.